khoai thì phải làm sao? Rồi rồi, quay xong rồi. Ủa trời ơi, mẹ hết hồn. Má nghe bắt phai rồi. Hello, xin chào quý anh chị đã trở lại với kênh của Quang Béo nha. Và trước mặt quý anh chị đó chính là một con BMW Z4 bản mui trần nha quý anh chị nha. Và con này là xe vừa mới về và em Quang chưa có thông tin luôn. Ở rất là đẹp ha, hai cửa, hai chỗ ngồi. Z4 nha quý anh chị, Z4 nha. Ở em Quang xin nhắc lại, biển số thành phố Tâm Hoa 718 rất là đẹp luôn. Và chắc là không để cho quý anh chị chờ lâu nữa, mình cùng đi thôi. Let's go. Đây. Và lại là Tiến nha. Đây, Tiến ngồi bên đây. Chúng ta lại trải nghiệm một vòng thôi, một con siêu xe mui trần. Nhưng mà sao không có chìa khóa nhờ? À, anh xuống cầm chìa khóa vô rồi. Anh xuống cầm chìa khóa vô trong rồi. À, chắc là để trên anh Sơn. Gài không à. Có cái chìa khóa à. Ủa, có độ bô anh xuống. Có gì hay ho anh xuống. Ok. Em cho đại anh vừa mới nói lên sóng nha. Phê ông, phê ông, phê, phê thì phải làm sao? Đi ông, đi ông. Đu nóc. Có độ bô luôn. Có độ bô luôn nha quý anh chị ơi. Ủa. À đây, phải nhán vô ai mới được. Ô. Qua. Nè. Từ từ, để tắt cái loa đã. Chứ một hồi là dính bản quyền á nha quý anh chị. Quý anh chị và các bạn đang ngồi bên trong một con BMW Z4 đầu dài cỡ 2m nha quý anh chị nha. À, chắc là mình phải xích bèo vào để chứ mà nó báo quá tiếng. Đây, chúng ta cùng đi thôi. Và đặc biệt là trước mình sẽ để vô cái chế độ này nè. À, nhưng mà bây giờ mình đang chạy thành phố, mình để đê thôi. Phanh tay, gì nữa không? Đổ bô. Tắt bô nè. Khoan từ từ. Nó báo tiếng gì ta? Sao không thấy nó có hiệu ứng giảm gì vậy? Nó kêu cái gì vậy ta? Nó không có camera lùi. Ông nó báo cảm biến thôi, kệ kệ nó tiếng. Không có camera lùi, radar. Ấy từ từ. Mình test mui trần luôn nha quý anh chị. Hồi nãy ban đầu có nói mui trần. Nên bây giờ test luôn mui trần cho quý anh chị xem. Con này thì không có camera lùi thì mình chạy kỹ hơn một tí ha. Đó, mình chạy thì mình canh cái đầu mình còn dư khoảng cách thì mình chịu khó mình xào 2-3 vòng. Nếu mà mình chạy canh đuôi quen thì mình cứ ve ra luôn. Nhưng mà tại này đường đông thì mình nên chịu khó một tí. Rồi ok, để em quay mở mui ra cho quý anh chị xem nha. Đi vào phạt phút rồi mở. Không, mở đây luôn. Đâu rồi, đây, nút mở đâu ta? Ủa, con này phải mở bằng tay hả? Không, có cái đèn thôi. Chết rồi, mở mui đâu rồi? Ủa, nó sẽ cái nút mở mui chứ. Ê, từ từ coi. Đây. Cái này ta thử nha. Đây, mở mui là hai nút này nha quý anh chị, nó hơi bị mờ tí thôi. Đây. Thì mình sẽ giảm máy lạnh lại xíu đi để cho tiết kiệm nhiên liệu. Xe xăng còn nhiều, nhưng mà hơi nắng bá cháy bộ chén nha quý anh chị nha. Rồi xong chưa? Rồi xong rồi đó. Nó phải báo chứ đúng không? Mấy xe kia nó báo bíp cái mà. Con này sao nó không báo ta? Rồi hạ gương xuống thôi. Bèo vô chưa? Quý anh chị em hôm nay không biết là quý anh chị dòm trong camera có thấy rõ không?
đã quá, á quá đã. Đi cảm giác mua trần thật là thích. Đây là quay, em quay lại xin nhắc lại một lần nữa là BMW Z4 7 mua trần nha quý anh chị. Và chút nữa vào bên trong khu đô thị Vạn Phúc thì em quay sẽ quay chi tiết xe cho quý anh chị xem nha. À quá đã luôn quý anh chị ơi, quá đã. Con này thì mình dùng để đi bắt phố thôi nha. Nhưng mà hồi nãy có nghe anh Suốt nói là chuyển qua chế độ S chạy nè. Chế độ manual chạy cực kỳ sướng luôn. Và em quay sẽ test thử cho quý anh chị xem. Đó, xe bắt đầu nó gần máy nè, thấy không? Quá đã. Tiến có gì để nói không Tiến? Ngồi thế là như kiểu nằm á anh. Thì đúng rồi, xe để thao mà. À đi tán gái hết bài luôn á. Đã quá à. À đã rồi, ra nhảy ra. À đúng rồi, diễn chạy BMW rất là thích nha. Đúng là cái cảm giác lái của BMW là không còn gì phải bàn cãi luôn. Quá đã, quá sướng. Trời tê người. Tê người, tê người. Càng thì em quay không thích lắm. Nói chung là xe có sao nói vậy. Em quay chỉ... Chắc là mọi người xem video cũng đã biết và Tiến cũng đã biết là em quay thích càng của xe nào đúng không? Càng của Toyota. Nhưng mà chạy cảm giác của BMW thì rất là thích luôn mà. Không cần phải bàn cãi rồi. À quá đã. Trải nghiệm một vòng cùng với BMW Z4 bản mua trần. Odo chỉ mới có 67.000 cây thôi nhưng mà máy móc vẫn hoạt động bình thường và cam kết với quý anh chị là không tai nạn, cứng đụng, không ngập nước và động cơ số nguyên zin nha. Và để chút nữa tới nơi em quay sẽ đọc giá, đọc full thông tin xe này cho quý anh chị xem. Nghe hai nhỏ kia. Xe mua trần luôn. Con xe đã đi ngoài đường, lúc mà chạy từ ngoài đường là đã được rất là nhiều người để ý, rất là nhiều người xem rồi. Là Tiến để anh quẹo nè Tiến. Tiến để anh quẹo nè Tiến. Ôm sát. Anh tấp vào bên trong hay là? Đúng rồi, sát vào luôn, sát vào lề luôn, ôm vô. Chỉ khi nào mà cái đường nhỏ quá thì mình mới ôm khúc giữa thôi. Với lại chạy để ý nó có cái bình ở dưới, thấy không? Hồi nãy thấy cái bình ở dưới không? Bình gì đó? Nó có một cái bình nhựa đằng sau á, nó nằm giữa đường á, mình phải né cái bình là tại con này gầm thấp. Mà nắng quá. Ấy trời, đi mua trần nắng là chuyện bình thường. Gái. Gái. Đáng ra mình không có vô đây đâu, tại Tiến nó nói mình mới vô nha quý anh chị. À, gái dòm mình chứ mình không dòm gái nha quý anh chị, mình nhất quyết không dòm gái nha. Mình phải có cái giá của mình chứ làm sao mà mình đi dòm gái được đúng không Tiến? Đúng. Mình đi siêu xe mà. Ok, không nóng mua lại để cho quý anh chị xem nội thất luôn. À, Tiến có trong bản động kho không Tiến? Có không? Chết giùm anh, coi con này xếp bán giá nhiêu vậy? Coi đồ bao nhiêu ta? À, có rửa đèn, đời này có rửa đèn, được lên đèn luôn rồi nè. Được lên đèn luôn, rất là đẹp ha. À, biển Tâm Hoa đẹp quá ha, biển số Tâm Hoa 18. Tắt máy cái, tăng máy lên quay động cơ cái. Tắt máy quay động cơ. À, tiếng cánh quạt nghe lớn không? Quá lớn. À, con này chưa có giá nha quý anh chị. Để xem coi là xe có bán hay không. Nếu có bán thì em quan sẽ cập nhật cái giá lên trên video cho quý anh chị xem nha. Thì chắc chắn là cái con xe này em quan sẽ lên video. Nếu như mà có giá thì em quan sẽ báo có giá cho quý anh chị luôn. Đâu, cái cốp đó là để đựng mui mà. Đâu có mở được đâu. Nó là cái mui thôi mà. Khóa rồi, bấm lóc không? Coi chừng cái đó cái cam á Tiến. Ủa bấm lóc, cái nút lóc nó nằm đâu ta? Một cái con mới quá không biết nó nằm ở đâu. Đâu rồi? Cái nút lóc nằm đâu? Tiến? Nút lóc nằm đâu vậy? Đâu? Không có. Cái nút này nút gập gương mà.
Đúng rồi, gặp gương mà. Đâu có cái đèn lắm. Má đi trải nghiệm xe không biết cái nút mở khóa mở cốp nằm đâu. Ai từ từ ho mở trước khoan máy cho quý anh chị xem đi. Thì trong quá trình đó Tiến mò cái cốp nha Tiến. S-Dry 20i nha quý anh chị, S-Dry 20i. Được lên mâm. Lên mâm nè, mâm này chắc chắn không phải là mâm zin của xe rồi, em quan giờ phát biết luôn mà. Rồi có cả ốp, ốp Ramble, ốp nha, cái này là ốp chứ không phải là heo nha. Đúng không? Để ngoài kiểm tra lại coi. Đúng rồi, cái này nó chỉ là cái ốp thôi quý anh chị ơi. Cái ốp Ramble vô dòm cho nó nổi lên thôi. Dòm cho đẹp lên thôi nha. Đó. Đèn điếc rồi cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ hết luôn rồi. Có cảm biến trước chắc chắn có cảm biến sau rồi. Và xe còn đăng kiểm luôn, đăng kiểm tới tháng 11 được nha quý anh chị. Đây trời, máy nè. Trời Tiến ơi, dòm máy Tiến. Wind Power Turbo. Máy con này chắc 2.0. Con này chưa có thông tin gì luôn, xe vừa mới về làm quan đánh đi quay cho quý anh chị xem. À, quá đẹp ha, không có thấy ốc chân máy ta. Ốc chân máy là cái đó đúng không? Ây da, phải nóng quá. Đó, ốc chân máy kìa. Không, cái này là miếng chống nóng thôi. Miếng chống nóng, chống, đúng rồi, chống nóng cách âm luôn á. Con này có được cách lực bằng dầu luôn nè. Có chợ, có bơm dầu nè. Không, cái này là bơm nước rửa kiến. Bơm nước rửa kiến thôi chứ không phải trợ lực dầu. Nó là nước rửa kiến á, nước là nó bắn lên kiến. Rồi ốc cabo, rồi sùng chỉ, nguyên zin hết nè. Trời, đẹp quá, quá đẹp luôn. Khoan máy rất là bề thế ha. Đây, cái keo mà em Quang hay nói nè. Đó, quý anh chị thấy không, kể cả BMW người ta vẫn có nha. Chỉ là người ta sẽ làm đẹp hơn thôi. 2.000 đồng to. Cái đó là càng trợ lực. À, nó giữ cho cái xe chạy chắc hơn á, nó trợ lực á, nếu mà mình mà có va chạm thì cái cây đó nó cũng chịu lực nhiều lắm. À, đẹp, quá đẹp, góc này đẹp. Em quay này không biết là cái góc mà quý anh chị đang dòm, em quay cao quá sợ quý anh chị dòm nó không đẹp, em quay sẽ ngồi xuống xíu cho quý anh chị ngắm nha, chiêm ngưỡng. Quá đẹp luôn quý anh chị, quá đẹp, một con BMW Z4 bản mui trần. Sản xuất bao nhiêu không biết luôn. Đó chụp bao nhiêu. Xe vừa mới về luôn nha, xe vừa mới về luôn. Không, phanh ốp thôi, cái ốp thôi. Có cả độ bô nữa, có cả độ bô nè. Đây Tiến từ từ để mở, đứng ngay góc này là Tiến. À, trong chìa khóa có nút mà lóc á, bấm mở lóc được á Tiến. Cảm biến lùi. Không, nhiều khi cái đó camera lùi á Tiến ơi. Ờ à, không, nó không có camera lùi, quên, hồi nãy không có. Tờ bao nhiêu không biết luôn á. Z4, à, xà đời 2012. Đời 2012 nha quý anh chị nha, 2012. Rất là đẹp. Giật lên thôi. Đâu, kệ nó lên này kìa. Cần nghe mở đó rồi mà. Chứ còn kéo lên thôi được. Ồ. Ở trong đây nó đựng cái cốp nè, ở lộn, ở trong đây nó đựng cái nắp nè, cái mui, rồi có một cái cốp nhỏ thôi. Cái cốp này để được mấy cái đồ lật chặt nhỏ nhỏ thôi, tại vì giờ cơ bản là đằng sau này nó đã để dùng để cất mui rồi. Tiến hiểu không? Nó không có... À. Đó. Đơn giản vậy thôi à, một cái con BMW Z4 chạy đi bắc phố nè, độ Bores nè. Cái này là cái gì anh? Cái nào? Cái đó là độ móc á. Độ kiểu như mình xe mình bị lún sình á, mình nhờ xe khác móc kéo lên. Nè, à, bánh lòi ra đẹp không? Nè, à, Tiến đứng ngay góc này, Tiến dòm thấy bánh nó lòi ra xíu. Dòm cái xe nó đầm với lại dòm cái xe nó chắc á. Cái con này nó dài hơn Mini Cooper nhiều. Dài hơn nhiều. Không, Mini Cooper thì 4 người, không chắc xem nhau á. Nội thất nè, cho họ xem nội thất. Đây. Đầy đủ nha, ghế chỉnh điện. Có nha. Cả camera, có cả màn hình nha, không có camera lùi thôi. Ghế tài chỉnh điện luôn. Ghế tài chỉnh điện, ghế phụ chỉnh điện luôn nè. Rồi để coi xem coi có gì nữa ta. Màn hình nè, odo thì 67.000 cây nè, vô lăng còn rất là đẹp luôn nè. Sừng sùi hết. Rồi Rồi rồi, mày xong rồi. Rồi rồi cái cần số. Dạ. Em chạy đúng chậm luôn á anh. Em chạy có em chạy có 40 50 thôi luôn á. Vậy là có người khác chạy á, còn em chạy chậm rì á, em mới chạy vô quay mà. À. Vậy hồi nãy chắc người khác chạy bên công ty. À đúng rồi, vậy chắc áo trắng rồi. Đúng rồi, hồi nãy có người vô quay trước rồi. À. Ok anh. Đây để chút vậy em gửi cho hai anh đó cho. Để nhắc nhở cho anh cứ yên tâm nha, em chạy chậm rì, hồi nãy em chạy vô chậm rì à.
Em biết mà, em biết trong đây đâu cho chạy nhanh đâu, em biết mà. Cái hai anh kia, hai ảnh lần đầu tiên chạy con này, hai ảnh đạp thử xíu mà. Để gì em về em nói lại cho, anh cứ yên tâm nha. Dạ. Ok, em đi trải nghiệm thôi à, em đi quay video trải nghiệm thôi. Em sao dám quay nhanh được, quay nhanh đâu dám cho lên mạng đâu anh. Đúng rồi, mặc áo sơ mi trắng đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok nha, em cảm ơn anh nha. Thôi thì phải làm sao? Đây, đó. Đó, có cả Sport Comfort nè. Rồi hồi nãy em quay có để qua S hơn. Hồi nãy mình không có chạy nhanh tí. Mình để qua S nhưng mà mình chạy có 50-60 mình dừng. Nội thất một cam nè, rất là đẹp luôn. Có cả sàn simili nè, rất là dễ dàng vệ sinh ha. Và con xe vừa mới về luôn nha quý anh chị. Vừa mới về luôn. Đây có cả dán phim cách nhiệt đằng trước thì chắc chắn là bốn kính này cũng có cả cách có dán phim cách nhiệt hết rồi. Không, cái đó cái phần mở rộng góc nhìn thôi. Thôi mình đi trải nghiệm vài vòng nữa. Thì nếu mà có giá bán em sẽ để một cái mức giá ngay đây cho quý anh chị nha. Con xe này thì bên em quan cam kết hết cho quý anh chị luôn. Không tai nạn cứng đụng gì hết nha. Đây, ốc xong. Cái này mình khó vào ốc này. Ốc nè, ốc còn nguyên si hết luôn nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái đồ chụp ốc vô thôi. Báo quá à. Anh suốt hồi nãy phê chữ E kéo dài đó. Xong rồi giờ người ta vô má cho đoạn này lên video cho anh suốt coi. Để mua đi ha, để mua đi, chạy cho nó thích. Mình đi bắt phố mà, đi mấy con này đi bắt phố thôi, đâu phải để chạy đua đâu. Ui trời mẹ, hết hồn. Cái điều đặc biệt ở đây là cái màn hình này rất là xịn. À, chạy lên chạy xuống. Nhưng mà nghe tiếng đã không? À, nghe tiếng đã ghê á. À, vừa mới để máy lên nè. Tiếng cầm cái mic ra ngoài cho ghi âm giùm anh cái tiếng. Anh đạp nhẹ mấy cái đi. Má chửi nó. Nó có backfire luôn quý anh chị. Đã ghê. Đây. Hồi nãy là anh xuống test, bây giờ tới mình test. Sport. Sport cộng là nó sẽ tắt chắc sườn control, là mình dậm là sẽ bị lết bánh. Nhưng mà mình chắc phú mình để sport thôi là được rồi. Không cần phải chạy nhanh đâu. Phanh tay điện tử luôn nè nha quý anh chị. 2012 nhưng mà phanh tay điện tử luôn. 4 gương auto hết chạy rất là sướng ha. Chọn những cái con này mình ngồi phải tựa đầu nè cho nó đỡ. Thấy không? Nó đã quá đã. Ôi. Má nó nghe. Má nghe bắt file kìa. Em biết là trong qua em biết là trong video quý anh chị và các bạn có nghe được tiếng bắt file không? Chứ ngoài đây nghe tiếng bắt file lớn lắm luôn á. Hay là mình gắn cái mic vô cái bô nè. Chút nữa về không còn cái mic luôn. Đúng luôn. Ô má tiếng backfire rồi. Tắt cái đấy đi ông nhỉ? Không, backfire rồi, cái nó bị dư xăng nên nó nổ. Nó độ bô mà. Anh xuất một anh xuất báo rồi. À, anh xuất báo thì thôi. Mình đi qua đây dẹo gái nữa nha. Ai đạn này giờ mà giờ bò anh thấy là xong luôn. À, hút rất là nhiều ánh mắt nha, hút rất là nhiều người nhìn. Trời đi rồi ông ơi, đi rồi. Đi chơi đi rồi hả? Đi rồi thôi. Mà. Đi rồi thôi. Kệ con kìa. Quá nổ. Đại này cho lên làm highlight được. À, có sếp ngồi ngoài đây không? Biết sếp có thấy không? Nhiều khi xếp ra ngồi á. Trời á. Không biết nãy giờ video dài chưa ta? Không, không biết. Không nói. Nãy giờ tầm bao nhiêu phút rồi tí? 20 phút đó. Ô. Má dính ghế luôn. Nó báo thiệt chứ. Hả? Báo thiệt chứ. Mình chạy chậm mà, mình đâu chạy nhanh đâu. Mình giảm nhẹ đoạn thôi. Má nặng quá. Để tấp vô lề. Thôi để mua đi. Cái gì? Để mua đi. Má nặng quá.
về luôn. Về đi, trải nghiệm đủ rồi. Một con VinDub Z4 quá nhiều chức năng. Có cái nút này như là không biết cái gì á, quý anh chị biết thì à lấy gió trong thôi, nó chỉ là cái nút lấy gió trong thôi nha quý anh chị nha. Có auto đèn nè, có auto đèn nha. Rồi nhưng mà con này nó sẽ có hai cái chế độ, nói chung là BMW là nó sẽ có S Manual Sport này rồi. Chạy nói chung là chạy những con BMW là em quan thích để qua cái chế độ này chạy lắm luôn á. Ga cực kỳ nhạy nè, cực kỳ dính ghế, cực kỳ bốc và rất là sướng luôn. Nhưng mà nếu mà chạy thì nó sẽ hơi bị giật tí. Tại vì cái xe này nó hơi thiên về gọi là hiệu suất chế độ lái nhiều á, chạy nó rất là sướng. Nhưng mà nếu mà muốn chạy êm á thì mình nên chuyển qua D thì ga nó sẽ không nhạy lại, nó sẽ kìm hãm lại nha. Còn nếu mà muốn chạy mà những anh em nào mà máu lửa có thể chuyển qua Sport cộng luôn. Là nó tắt luôn cả traction control luôn, là khi mà dặm là quý anh chị em là nên cẩn thận với cái bánh sau, nó sẽ bị xoáy bánh nha. Và nó sẽ làm bị mất kiểm soát và mình có thể lủi vào trong lề. Đó là rất là nhiều lý do tại sao mà quý anh chị có thể coi những cái video mà bên Mỹ, bên nước ngoài á, người ta chạy mà người ta vừa mới giống như là người ta quẹo ra xong rồi người ta bị mất kiểm soát, người ta dặm ga mất kiểm soát á, quẹo ra cái là lết bánh đằng sau lủi qua bên chiều ngược lại hoặc là lủi vô trong lề là vậy. Là do là chuyển vô cái Sport cộng nè, tắt cái traction control đi. Đó. Đó, nó là một trong những cái lý do mà ok. Rồi. Cho Tiến trải nghiệm một vòng nữa nha quý anh chị. Tiến cũng khoái trải nghiệm xe đó. 2012 là hết hỗ trợ ngân hàng. 2012 hết hỗ trợ ngân hàng rồi. Coi chừng đứng cán lái của ta mới quét xong người ta chửi. Muốn để Sport không hả? Để comfort thôi. Để comfort thôi đúng không? Cái này là cái gì con? Cái nào? Cái đó cái anten á. Cái anten thôi, cái anten để nghe đài thôi. CD radio. Cái ghế này hết chỉnh được không? Được, chỉnh được. Được là cẩn thận nha. Không có tìm được con thứ hai đâu á. Ý không là sao không? Còn quay không? Ồ, còn quay. 22 phút rồi. Còn chắc còn tầm 4 phút nữa nó tắt máy á. Còn hai nước pin. Vô đê được rồi. Rồi chạy. Ra từ từ thôi, không có cần ra nhanh. Ý là chạy thẳng lên ra từ từ thôi, đừng có ra vậy. Hiểu không? Em ra vậy là người ta chạy người ta phạt. Chạy thẳng ra từ từ sẽ giống như hồi nãy lúc anh quẹo vô cũng vậy. Mình quẹo vô sao mình ra cũng vậy. Rồi trả lại đi. Chạy theo cái cảm giác của mình thôi. À con này ngồi sướng ghê, quá sướng. Qua lên đâu anh? Hả? Chạy thẳng lên đi, chạy thẳng lên trên. Đó. Đã chưa? Quá đã. Đã không Tiến? Sướng. Ê chút nữa lấy điện thoại ra tự kỷ mấy tấm chạy xe mua trần đồ cái kiểu. Ô máy bay to quá kìa. Quẹo đây nè. Ra từ thôi. Đúng rồi, ý là nó là em sẽ xéo từ từ ra, em đừng có xéo quẹo qua cái là xe đằng sau nó chạy lên nó hút luôn á. Nhiều khi nó né không kịp. Phải Văn Anh đâu phải Văn Anh. Văn Anh đi quay rõ mà. Cho. Sống ảo đi đại ca. Xin em chụp cho anh ấy. Chụp hay quay? Quay góc rộng anh. Quay góc rộng luôn đúng không? Quay đứng hay quay ngang? Ngang. Rồi ok, cho vài tấm sống ảo. Chạy cẩn thận nha. Nghe chó không à? Má chứ này đạp nhẹ mà nó đi tới đâu luôn đấy mà. Sướng không? Sướng. Xe nhẹ mà. Anh nhớ máy 2.0 á. 2.0 à? Đúng rồi. Mà chạy sướng. Đúng rồi, Camry nó đâu có chuyên về hiệu suất lái đâu. Xưa giờ BMW nó mới chuyên về hiệu suất lái.
hay nó có hơi bị sao sao không? Ở quay nhiều cảnh để chút nữa cho tiếng về tiếng cắt. Quay rồi, quay hai anh em mình rồi mà. Cẩn thận. Yeah. Chiều nó về cho mình ngồi nhập chiêu chiêu vô. Chả lái chả chậm chậm thôi, đừng có chả nhanh quá. Trời, 25 phút luôn rồi. Nữa không? Vào trên không? Hả? Không chắc chạy về á. Em kêu là tấp vào làm một xe. À đó được rồi. Chạy theo cảm giác của mình nhé. Nhưng mà tới lúc mà tấp lại, cẩn thận mở cửa ra, cẩn thận giờ mình sẵn. Tấp lại á, em phải canh sao mà cho với cái khoảng trong đây nè. Anh không biết là cái khoảng này hay cái khoảng này, hình như là cái khoảng này nè. Là khoảng nó mình không được cán lên cái vạch này. À. Nó cách cỡ 0.25mm. Ờ, 0.25cm thì phải. 0.25m là bao nhiêu ta? Không biết nữa. Nếu quý anh chị biết thì... Đúng rồi anh, em kêu cho anh. Rồi, giao đồ. Bao nhiêu của em, bao nhiêu tiền anh? Thì em quay đây không biết là cách cái khoản nó bao nhiêu. Quý anh chị và các bạn biết thì hãy để lại một phần bình luận bên dưới cho em quay nha. Thì mình học nhưng mà nhiều khi mình cũng quên. Lớp 12 mà ừ, lớp 1 tới lớp 12 mình còn quên. Không, giao đồ cho em, anh lấy cho em mới 110 mấy ngàn đó, xíu em đưa cho. Em đang về này. Có rồi, người ta đang đứng ở đấy đấy, anh đang hỏi cho em mới. Ngồi giờ đây con béo này. Về rồi. Về đội cái quần này. Quay từ từ, đợi xíu. Đợi xíu rồi chút quay tiếng. Đó, trải nghiệm. Rồi, ok, và em quay xin nhắc lại một lần nữa, đây là một con bim Đức Z4 sản xuất không biết là sản xuất năm bao nhiêu, tại chưa có đăng kiểm giấy tờ, chưa có gì hết. Mà chỉ biết con này là firm 2012 thôi. Đã được chủ người ta lên đèn nè, lên mâm nè, ốp heo Rambo, lên bô nè, chạy rất là sướng nha. Đó, thì con này chắc giá cũng rất là rẻ thôi. Thì em quay sẽ cập nhật cái giá cho quý anh chị xem ha. Rồi, nếu con xe có bán, rồi nổ bách file nữa kìa, trời ơi trời. Hả? Không, nó không ra lửa, nó chỉ nổ bách file thôi. Đó, cảm ơn quý anh chị rất nhiều ha. Và nếu quý anh chị thấy video này hay cho em quay xin một like, một share cũng như một lượt đăng ký. Nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên đây để nhận được những video mới nhất từ Quang Béo nha. Đó, và chắc là em Quang Béo xin kết thúc video tại đây đi. Để đi sống ảo vài tấm, up Facebook, check in đồ cái kiểu nha quý anh chị nha. Tiếng bye bye đi tí. Bye bye mọi người. Ok, bye bye mọi người.